Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Chúc quý vị có một ngày bình an và ngập tràn may mắn. Quý vị thân mến, tục ngữ có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở, học giao tiếp là học cả đời. Ứng xử đúng mực là phép tắc quan trọng, là tối thiểu nhất mà một người văn minh nên làm được. Chúng ta sinh ra không phải ai cũng sở hữu sự khéo léo trong giao tiếp. Ở đời, lỡ miệng nói một câu khiến người khác không hài lòng là sai một bước, đi một dặm. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Có những lời mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong lúc tùy ý mạnh miệng đã vô tình tạo ra vô số kẻ thù mà không hay biết. Và tốt hơn cả, tâm nên thiện để mỗi lời nói ra, dù không rút lại được cũng không mang tính ác ý hay trù ẻo. Theo Phật dạy, tu được cái miệng là tu hơn nửa đời người. Rất nhiều người trong cuộc sống hàng ngày vẫn đang vô thức mắc phải khẩu nghiệp mà không hề hay. Gieo nhân nào gặp quả ấy, đừng vì đôi lời nói ra phút chốc mà gánh nghiệp cả đời. Dưới đây là 6 điều mà phàm là người có trí tuệ sẽ không bao giờ nói ra. Cùng Ngẫm Sự Đời tìm hiểu bạn nhé. Lời nói thứ nhất, không ăn nói lung tung, ăn không nói có. Những người có tri thức thì họ sẽ không ăn nói lung tung, nói chuyện lúc nào cũng biết cân nhắc nặng nhẹ. Thường xuyên ăn nói không suy nghĩ thì chắc chắn sẽ phải hối hận vì những gì mình làm mà thôi. Con người sống trên đời nhất định phải sống cho minh bạch, không nói nhăn cuội. Không biết thì không nói, nhất quyết không được nói bừa. Thường có câu rằng, kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời vô căn cứ khi tới tai người khác, họ sẽ nghi ngờ nhân phẩm của bạn. Không ai muốn gần gũi những người ăn nói hàm hồ, bởi lẽ những lời họ nói ra đều thật giả khó phân, độ tin cậy rất thấp. Cũng tuyệt đối không được nói dối, bởi một lần nói dối là lỗi của hoàn cảnh, nhiều lần nói dối là lỗi của bản thân. Một khi đã giữ thói nói dối bên mình, cả đời không sửa được. Có những người hễ mở miệng là nói dối không chớp mắt, nói dối như một điều hiển nhiên, nói dối đến mức thuận lời, không cần suy nghĩ, đến chính họ còn không cảm nhận được mình đang nói dối. Có nhiều loại nói dối với đùa vui, nói dối với mục đích lừa phỉnh, nói để khoe khoang, nói vì sợ hãi, nói dối để thu lợi bất chính. Có thể chính người nói dối chỉ nghĩ đó là những lời vô thưởng vô phạt, không hại đến ai, nhưng nói dối đã là điều sai trái với lẽ tự nhiên. Thường tình điều sai trái với lẽ tự nhiên thì cũng phải chịu ít nhiều tai tiếng, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bản thân. Tùy theo mục đích của nói dối mà tạo ra nghiệp tội nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, có những trường hợp nói dối với mục đích là cứu giúp hoặc bảo vệ tính mạng cho người khác thì không nên coi là khẩu nghiệp. Lời nói thứ hai, không nói một cách hời hợt. Hàng ngày con người quan hệ giao tiếp với nhau bằng lời ăn tiếng nói. Vì vậy, lời nói đóng vai trò quan trọng trong việc khởi tạo những mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng văn hóa giao tiếp của dân tộc. Sớm nhận thức được điều đó, ngay từ xưa ông bà ta đã có câu lời nói gói vàng, đồng thời cũng có câu lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó cũng là lời nhắc nhở mọi người về giá trị của lời nói và cũng là lời khuyên về cách sử dụng lời nói làm sao cho ý nghĩa, để đẹp lòng nhau. Đừng ăn nói hời hợt. Nhưng người mà không hiểu biết sẽ coi trọng lời mình rồi dễ dàng bị người khác oán trách. Thế nên đừng hứa hẹn dễ dàng với người khác, bởi hứa suông để đó rồi sẽ đánh mất đi niềm tin của mọi người mà thôi. Nếu lỡ nói những câu không suy nghĩ, có thể gây hại cho người khác hay chính bản thân ta. Phải rèn luyện cách nói chuyện, giao tiếp với mọi người thông qua học hỏi thêm nhiều từ mới, học cách nói chuyện hay của người khác, đồng thời giữ cho lời nói của mình luôn có giá trị. Tức là khi bạn nói ra câu gì, người khác thường quan tâm lắng nghe, coi trọng nó. Để có được điều đó, phải tạo được niềm tin với mọi người, không thể nói những câu vô nghĩa hời hợt suốt ngày. Người ta sẽ đâm ra xem thường những gì bạn nói. Một điều quan trọng nữa, đó là khi nói phải ở trong trạng thái tự tin và cảm thông, chia sẻ với người khác. Có như vậy bạn mới lấy được lòng tin của người khác và được mọi người yêu quý. Lời nói thứ ba, không nói lời ác ý. Người nói lời hung ác thường chủ ý từ tâm không thiện, đã thương lòng tự trọng của người khác, chửi mắng người khác, làm phương hại danh dự người khác và họa từ miệng ra. Nói lời hại người lại chính là hại mình, tự mang phiền toái đến cho mình. Tâm ác thì nói ác rồi làm ác, thân khẩu ý đều ác thì ngày xuống địa ngục không còn xa.
Nhà Phật quan niệm nghiệp là hành động tạo tác nhiều lần có chủ ý của thân, miệng và ý. Nguyên nhân đưa tới quả báo, cả hai nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả, tuần hoàn không dứt, đưa con người luân hồi khắp sáu cõi. Nói lời ác ý, dù là để tự vệ hay tấn công mà làm tổn hại đến danh dự, nhân cách của người khác, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã tự tích thêm nghiệp quả cho mình. Chẳng thiếu gì những người khẩu nghiệp cho sướng miệng, dùng toàn những lời cay cú, chửi bới nhục mạ người khác, bỏ lơ hậu quả mình gánh chịu. Tôn trọng người khác cũng như tôn trọng mình. Hãy nhớ mình nói những lời không hay, trước tiên đó cũng thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, đạo đức, văn minh trong lời nói, trong giao tiếp và dẫn đến hạ thấp uy tín của tự thân. Cổ nhân có câu rất hay rằng, chỉ một niệm mà khiến quỷ thần phẫn nộ, chỉ một lời mà làm tổn thương hòa khí của trời đất, chỉ một hành vi mà gây họa, hại cho con cháu, mọi thứ đều nên cẩn trọng. Vậy nên khi nói năng, chúng ta cần vô cùng cẩn trọng, xét xem lời nào nên nói, lời nào không. Lời nói thứ tư, không nói lời quá thẳng. Nói chuyện cần sự chân thành nhưng cũng không nên quá thẳng. Lòng tự tôn và tâm hư vinh hầu như ai cũng có. Nếu không suy xét tới hoàn cảnh của người khác, rất dễ khiến mọi người rơi vào tình huống khó xử, ai nấy đều không vui. Nói chuyện cần như dòng suối giữa núi non, thấm vào lòng người, róc rách quanh co, chẳng nên ào ạt, cuồn cuộn dâng trào như những con sông lớn. Chẳng ai thích bị nói như tát vào mặt cả, mà thường dễ dàng tiếp nhận sự mềm mỏng. Điểm then chốt trong giao tiếp giữa người với người là khiến người có thể tiếp nhận lời nói của mình. Nếu phương thức nói chuyện không đúng, thì dẫu chân thành nữa, lời nói giá trị nữa mà đối phương không tiếp thu thì cũng coi như công giả tràng. Những lời mềm mỏng khéo léo vừa khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng, lại chừa lại một khoảng trống giúp họ có thể ổn định cảm xúc và tiếp tục lắng nghe. Lời nói thứ năm, không nói lời oán hận. Trong cuộc sống chúng ta thường gặp những người thích oán trách bản thân hoặc người khác. Kỳ thực không ai thích nghe những lời oán thán, bởi chúng khiến người ta cảm thấy khó chịu và tiêu cực. Những người hay oán hận, thích phàn nàn, thường có ý chí không kiên định, khả năng nhẫn chịu, áp lực kém. Khi gặp chuyện phiền toái, họ thường không ngừng tìm nguyên nhân ở người khác, oán trách sự đời bất công, khiến bản thân rơi vào cảnh thê thảm. Thường xuyên oán hận sẽ dễ khiến bạn trở thành một kẻ lười nhác và yếu nhược. Luận ngữ giảng rằng, quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Người quân tử trách mình, kẻ tiểu nhân trách người. Thay vì trách móc người khác, chi bằng hãy tĩnh tâm suy nghĩ xem vì sao chúng ta lại thất bại, liệu có giải pháp nào cho vấn đề này hay không? Lần sau nếu gặp lại, liệu chúng ta có thể làm được tốt hơn không? Đây mới là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Lời nói thứ sáu, không nói lời thị phi. Người thích buông chuyện thường khiến cho người khác chán ghét, đặc biệt là những người thích nói xấu sau lưng người khác. Thường nói chuyện thị phi, ắt là kẻ thị phi. Những người thích chuyện bé xé ra to, tất nhiên cũng không phải là người tốt. Hứa Kính Tôn cận thần của vua Đường Thái Tông từng nói, vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại, cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ, vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. Cổ nhân có câu, tĩnh tọa thường tư kỵ quá, nhàn đàm mặc luận nhân phi, nghĩa là ngồi tĩnh lặng thường nghĩ lỗi của mình. Khi trò chuyện không nói xấu người khác, người thực sự thông minh sẽ tranh thủ những lúc nhàn rỗi học hỏi nâng cao trình độ bản thân, chứ không lãng phí thời gian và tâm sức của mình vào những chuyện vô bổ. Lời nói thứ bảy, không nói lời ngông cuồng. Trong giao tiếp giữa người với người cần sự khiêm nhường ôn nhu, những lời ngông cuồng tự đại không nên nói. Nói ra dễ khiến cho người khác chán ghét, thậm chí là rước họa vào thân. Con người thường nói những lời ngông cuồng vì muốn vỗ về tâm hư vinh, nhưng càng làm vậy lại càng bộc lộ khiếm khuyết của bản thân mình. Quả thực, cái được chẳng thể bù cho cái mất. Ngoài ra, với những việc quá sức, chúng ta cũng không nên dễ dàng hứa hẹn, để cuối cùng lại thành người bội ước, đánh mất sự tín nhiệm của người khác dành cho mình. Có câu rằng, thùng rỗng kêu to, những người có chân tài thực học, thấu hiểu sự bao la của kiến thức, nên thường khiêm nhường, chỉ những người không biết tự lượng sức mình mới huênh hoang vì một chút tài mọn. Người ta chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Chẳng hay bạn có chú ý hay không,
Chỉ một vài lời nói đơn giản thôi đã có thể khiến cho một người hoàn toàn phật ý, lại cũng có thể khiến một người vui vẻ đến tận mấy ngày. Chính vì thế, lời ăn tiếng nói trong đời sống phải cẩn thận, vì đôi khi hậu quả đem lại rất nghiêm trọng. Hãy nhớ rằng, vết thương mà bạn gây ra cho thân thể người khác thì còn có ngày lành, còn vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành được. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Các bạn có đồng ý với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh.